Nhân dịp năm mới, ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tấn Hưng kính chúc quý đại lý, bà con nông dân năm mới an khang thịnh vượng, trúng mùa bội thu. Với những dòng sản phẩm nông dược cao cấp, trong năm qua, công ty Tấn Hưng đã luôn gắn bó cùng bà con nông dân trong việc bảo vệ mùa màng và phát triển cây trồng, góp phần không nhỏ trong công cuộc phát triển nền nông nghiệp nước nhà. Các dòng thuốc đặc trị sâu hại của Tấn Hưng như thuốc trừ sâu sinh học B40 Super 2.0 EC, 3.6 EC, 5.5 EC, Tân Quyên 2.0 EC đã cùng bà con nông dân diệt trừ các loại sâu rầy trên ruộng lúa. Thuốc thảo mộc ốc tiêu chuyên trị ốc bươu vàng được đông đảo bà con nông dân tín nhiệm. Một lần nữa, công ty Tấn Hưng sẽ được gửi lời tri ân đến quý đại lý cùng bà con nông dân, quý khán giả xem đài một mùa xuân mới vui tươi hạnh phúc. Tấn Hưng, hưng thịnh cùng nhà nông.